Hai em giới thiệu về mình đi. Em tên là Dương Minh Thanh, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Đồng Hạnh. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Và quê quán em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn đều sống ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Vậy thì chắc chắn là hai bạn gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Đúng không? Em đâu? Em với ông xã em gặp nhau là trên xe buýt số 93. Lúc đó tụi em còn đi học đại học. Xe buýt số 93 đó, nhớ rõ luôn ha, 93 nha. Cái ấn tượng đầu tiên của em của chồng em là hả, cái dáng xinh xinh mà cái mặt á thì cười cái miệng vĩnh vĩnh nhìn có duyên. Vĩnh vĩnh như bây giờ đó đúng không? Nghe nói mà chúm chúm vĩnh vĩnh như nè. Có nghĩa là ấn tượng đẹp hả? Dạ, rất là đẹp. Còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên vì vợ em á nói quá nhiều. Lỡ trên xe buýt hả? Dạ, dạ đúng rồi, lỡ xe buýt. Có một lần trên xe buýt thì không có chỗ trống nữa, thì có ấy ngồi cạnh em. Thì ở đó em mới chủ động hỏi nhà ở đâu, học ở trường nào, ngành gì. Có hỏi thêm câu là mọi người sao bạn nói nhiều không? Không có hỏi vậy. Sao bị dám hỏi luôn. Lúc yêu nhau có gì vui không? Kể ngay chơi cả. Tụi em cũng làm bạn, quyết định làm bạn với nhau 3 năm. Trong thời gian làm bạn thì ảnh cũng thường hay đến nhà em chơi. Cũng có cảm tình với ảnh rồi. Mà theo giờ em dò ý ảnh thì ảnh nó anh có một bạn gái rồi. Và nó không hiểu sao bạn gái rồi mà cứ đến nhà mình hoài vậy. Cái xong tới một ngày là ngày 14/2, cái ngày đó là em đi bóng bông với bạn, mấy bạn sinh viên của em. Cái em gọi ảnh ra nói là Thanh ơi, hả, ra bóng bông giùm Hạnh đi, 14/2 mua tặng bạn gái nha. Rồi Thanh có nào? Em ra. Tại vì lúc làm bạn á, em không có dám là nói là ừ mình thích bạn, lại hơi nhát. Thì khi mà gọi điện thì em nghe giọng cô ấy á là có cảm giác là buồn. Em biết hiểu lý do vì sao rồi. Thì em mới hẹn để anh ra rồi chở em đi vòng vòng chơi. Thì chở vòng vòng thì đến đoạn thì cũng hơi vắng. Vắng. Cái dừng lại. Dừng lại làm cái gì? Hành động cái gì? Dạ, thì em đụng cái tay vô cái hông ảnh. Cái anh giật ra. Em giật mình. Giật mình luôn. Lần đầu tiên có bạn nữ. Nói gì hết trơn. Giật mình rồi giật ra. Đẩy tay rồi còn hay ra. Tại sao tự nhiên là không ai, không cho ai xâm phạm lãnh địa của mình. Đúng rồi. Có khi nào em nhột không? Nhột thì không có nhột mà chắc em... Hết hồn sợ ai xâm chiếm mà. Quen nhau 3 năm rồi mà đụng vô mà còn giật ra. Sao em giống anh quá vậy? Khi mà bị anh đẩy ra thì là cảm giận giác hả? Mà vừa quê vừa giận mà không biết nó khó chịu gì hết rồi. Mới đụng nhẹ không mà giật ra vậy. Nhưng mà trước đó là em đã từng đụng ai chưa? Dạ cũng chưa. Em chưa từng đụng ai mà chồng em chưa từng bị ai đụng. Cho nên bây giờ mới đụng nhau. Đụng nhẹ thôi đó mà phản ứng gì đó. Rồi sau khi mà yêu nhau rồi là chỉ biết có nhau thôi, chứ còn bạn này cũng biết một bạn nữ nào khác, rồi bạn này cũng biết một bạn nam nào khác. Dạ, đúng rồi. Nếu vậy thì lúc mà các bạn phải thực sự biết nhau thì các bạn làm điều đó như thế nào? Đụng nhau. Dạ. Cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ô trọc của mình á, các bạn làm điều đó như thế nào? Cái ngày đó em nhớ, tụi em quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang, Đà Lạt, cũng nghĩ là sẽ có một tuần trăng mật thú vị. Cái đến ngày đó thì ba mẹ hai bên thì thấy hai đứa còn nhỏ cũng đưa đi đâu xa, cái nên cử ba mẹ vợ và em vợ đi cùng. Cái xong rồi cái tình trạng mặt của em chỉ có đi lặp lại một cái điệp khúc duy nhất á, là tối cái mẹ nhắc em là nhớ thay bộ đồ ngủ đẹp nha, mẹ mua cho con á. Dạ con cũng thay rồi. Cái em nghe nói chuyện cái chồng thấy em thấy cô ấy mặc váy ngủ thì nói chung là đẹp, rất là đẹp, nhìn nó là hấp dẫn. Thì cũng tiến tới gần thì cũng sờ sờ vậy nè. Cũng sờ sờ. Cũng đụng cái. Rồi cái cô ấy là nhột quá, đẩy ra. Em bực mình quá, tiến tới ôm chặt luôn. Rồi bắt đầu... Rồi bắt đầu... Đụng. Cái em la, đau. Đau, đụng vô là đau. Đụng cái đau. Thì chừng nào hết đau. Không đau, sợ luôn. Rồi sao nữa? Thì mỗi đứa cái đó. Rồi sao? Ngủ. Trời đất ơi. Cờ tới tay rồi mà. Trời ơi. Để vô mắt cờ. Mỗi người ôm cái mà lăn ăn ngủ gì hả? Dạ. Em thấy là cô ấy la đau với lại sợ quá, em cũng hơi sợ hơi lo. Làm em cũng mất hồn theo. Mất hồn luôn. Mất tự tin luôn. Tự tin luôn. Tuần liên tiếp như vậy hả?
Dạ. Khoan cho anh hỏi là trước cái đêm đó đó thì mẹ em có dạy cái bí quyết đụng không? Dạ, mẹ em chỉ nói là gia đình thì về chăm sóc thương yêu chồng này kia thôi. Chuyện vợ chồng thì tụi em tự biết. Mà em thì em không có suy nghĩ như là chuyện sao sao đó. Em chỉ nghĩ là người ta làm sao mình vậy thôi. Người ta làm sao mình vậy thôi. Mà cuối cùng mình không có giống người ta. Còn Thanh, bây giờ trong thời buổi này thì rất dễ mà đúng không? Chỉ cần lên mạng rồi học hỏi kinh nghiệm là có hết. Em từ nhỏ đến lớn thì lo học. Những cái kiến thức về giới tính nó rất là ít. Tính đó, em cũng ngại nên không có tìm hiểu vấn đề đó trước hôn nhân. Trong cái cơ quan làm việc thì cũng có đồng nghiệp á chỉ bảo trước dài dày á, nhưng mà ngại quá không làm theo. Trời ơi, đúng như cái câu chị nói đó, luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu đó đó. Mà nhưng mà để tò mò quá để hỏi chứ, trong một tuần lễ đó là đêm nào cũng ôm cái ôm mỗi đứa một cái ngủ. Rồi cứ nhột dạ. Rồi cứ đau rồi, đau rồi sợ. Lúc đó khó chịu lắm. Rồi thì bao lâu mới cho đụng? Khoảng vài ngày sau thì em không biết hiểu sao mà chồng em cũng biết biết chút xíu. Ừ. Em cũng cảm giác thì cũng được thì cũng khoảng hơn 10 ngày. Tân hôn rồi thì em cấm giận chồng em 2 tháng. Ôi sợ. Sao thiệt? Sao thiệt luôn á. Thanh Thanh, em làm sao mà để vợ em cấm giận vậy? Em không hiểu. Thì khi mà hưởng tuần trăng mật về đó thì em cũng tìm hiểu trên sách báo và mạng, biết những cái cách để mà vợ chồng với nhau cũng áp dụng như vậy, cũng nói chung là rất là nhẹ nhàng. Rồi không hiểu vì sao sau lần đó rồi cấm vợ em được 2 tháng. Ây da, trong 2-3 tháng đó em làm cái gì? Em về em đúng qua gần rồi ôm hôn nhau gợi ý, nhưng mà cái cô ấy đẩy ra nói để em từ từ rồi nói em còn nó sợ quá. Trời đó ơi. Thì cứ vậy đó. Rồi cái 2 tháng sau em mới nói giờ hết sợ chưa? Đụng được chứ em. Sau đó thì mọi chuyện sao này ý suôn sẻ. Bây giờ là đụng hả? Tính khi có con rồi thì mọi thứ nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nếu em cho điểm chồng em á thì là em trên trung bình hay là dưới trung bình? Bây giờ hả là xuất sắc luôn á chị. Nhưng mà em có thấy rằng là nếu như ông xuất sắc như vậy á thì chắc chắn ông phải như thế nào mới học giỏi. Em có suy nghĩ trong đầu không? Lúc đầu em cũng nghĩ là không biết tại sao mà học sinh yếu mà sao giờ lên xuất sắc nhanh dữ rồi. Cái cũng nghi nghi. Lúc đó là em ghen rồi đó. Em ghen đủ thứ đó. Lúc đó vợ em phản ứng em thấy khó chịu không Thanh? Rất là khó chịu. Mình dở thì cũng nói, mình tốt cũng nói. Nhưng mà em học hỏi những cái kinh nghiệm đó từ đâu? Em nghe hỏi là không có chia sẻ hay không? Ừ. Đó, bởi em né. Bởi vì em né. Thế là chủ yếu là em tham khảo trên sách báo với lại trên net. Chứ hoàn toàn là không đi thực tế. Không đi thực tế. Ôi, hai vợ chồng á, khi lấy nhau về rồi á thì em phát hiện ở chồng em có cái điểm xấu gì không? Lúc mà em quen á thì thấy hiền lắm, mà mẹ dặn đàn ông á hiền, càng hiền là càng nóng tính dữ lắm. Em thì em không có suy nghĩ nhiều, em nghĩ thì nóng tính thì nói lớn tiếng thôi. Mà mỗi lần mà em mà nói cái gì mà không vừa ý á, mắt long ra này nè, trời em nhìn em sợ luôn á. Đâu em mở to nhất á, tháo kiến nha, mở to nhất á. Thôi ngoài ra còn cái gì đâu. Mê cái gì mà mê dữ lắm, lớn vậy mà coi phim hình. Rồi coi cái lương, trời ơi say mê cái lương. Hồi xưa em có cảm được, bây giờ em có ráng được nghe vợ tân cổ rồi. Mà em mê nghe cải lương, nhưng mà em biết hát cải lương không? Từ nhỏ ấy, em sống với bà đó, thì bà em rất là mê cải lương. Nên em cảm thấy từ nhỏ luôn. Biết hát thử một câu nghe chơi. Rồi hát một khúc xíu. Hát được đi, năm sau tôi cho đi thi bông lúa về. 1, 2, 3. Son ơi còn đâu, gãy đôi nhịp cầu, gãy đôi nhịp cầu, nàng ơi có nhớ. Nhớ gì đây trời. Đây là con nói thật, đây là lần đầu tiên con nghe chồng con hát cái lương luôn á. Ở nhà mà nó không chuẩn có bị cất lên lần đấy. Thôi anh ơi, anh sống chứ. Đó, chính vì em vậy, bởi vì chồng em không mạnh dạn để mà thể hiện giọng ca của mình đó. Thanh, vậy thì nãy giờ vợ em á, là khui cái thật xấu của em rồi đó. Bây giờ vợ em có thật xấu gì em khui ra đi. Ghen lung tung, ghen bậy bạ. Bạn nữ ghen thì ok, mà bạn nam cũng ghen nữa.
Trời ơi, như vậy là giới tính em có vấn đề hả? Cũng phải đâu ơi. Tại vì hả, tối thì em thích nhìn về hai chồng nằm trò chuyện, tâm sự cả ngày đi làm về, kể chuyện công việc này kia để em cũng hiểu chồng em. Mà ngồi chat chứ, cái em hỏi chat dài, chat gái hả? Nói không. Chat với bạn anh, nói bạn anh ai, cái em nhìn cái nít, cái em thấy hình, em nói trời ơi, hả, con trai mà hả, cũng chat với con trai nữa, gì đâu mà kỳ cục vậy, chat gì mà từ giờ hả, mấy tiếng đồng hồ rồi, chat dữ lắm. Rồi bây giờ còn chắc không? Giờ còn, mà hết ghen rồi, giờ biết rồi. Ngoài cái tính ghen ra đó, còn cái gì nữa không? Rất là mê ngủ, thứ bảy chủ nhật á, ngủ thì sáng dậy 2-3 tiếng sau ăn sáng xong lo đi ngủ nữa rồi. Thì em cũng muốn vợ em thay đổi. Nói chung coi như là bớt ngủ đi đúng không? Còn bạn, bạn muốn chồng bạn thay đổi cái gì? Dạ thì chồng em thì chớt nóng thì... Hai bạn cảm thấy rằng cái điều mà mong muốn thay đổi ở người bạn đời của mình á, các bạn có thể đáp ứng được không? Đáp ứng được, nghe cô ấy thì cũng cố gắng thay đổi. Em thì em nghĩ là bớt ngủ thì dẫn em đi chơi đi, ở ngủ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi. Dễ thương quá. Cảm ơn.